Tiếp tục chương trình là những thông tin về thị trường nông sản mà chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay. Giá lợn hơi hôm nay ngày 17 tháng 5 có nhiều biến động trái chiều. Tại miền Nam, trong khi ở Đồng Nai, Vĩnh Long, giá lợn hơi tiếp tục tăng nhẹ khoảng 300 đồng một kg đến 1.000 đồng một kg, thì tại tỉnh Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, giá lợn giảm từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một kg. Hiện giá lợn tại Nam Bộ dao động từ 31.000 đồng đến 39.000 đồng một kg. Giá lợn hơi toàn miền Bắc hôm nay cũng có xu hướng giảm nhiều hơn tăng. Hiện giá lợn hơi ở đây dao động từ 29.000 đồng đến 37.000 đồng một kg. Tại miền Trung, giá lợn ổn định từ 29.000 đồng đến 41.000 đồng một kg và chỉ có tỉnh Quảng Bình giảm 2.000 đồng một kg từ 32.000 đồng về còn 30.000 đồng một kg. Sau khi tăng giá trở lại, thoát khỏi giá thấp kỷ lục là dưới 30.000 đồng một kg, hôm nay giá cà phê tiếp tục giảm tại khu vực Tây Nguyên, có nơi giảm tới 1.100 đồng một kg. Kon Tum là địa phương có mức giảm nhiều nhất, với giá cà phê xuống còn 30.600 đồng một kg so với mức 31.700 đồng ngày hôm trước. Ngoài Gia Lai, với mức giá giảm 400 đồng xuống còn 31.000 đồng một kg, thì các địa phương còn lại đồng loạt giảm 600 đồng một kg, còn 30.400 đồng đến 31.100 đồng một kg. Giá cà phê giao tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm tới 700 đồng xuống 32.100 đồng một kg. Hiện giá tiêu nguyên liệu tại miền Nam tiếp tục không thay đổi, vẫn duy trì ở mức thấp. Giá tiêu thấp nhất hiện được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai và Gia Lai đạt 43.000 đồng một kg. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước và Vũng Tàu giá có khá hơn một chút, dao động ở mức 44.000 đồng đến 45.000 đồng một kg.